sau một đêm mưa tầm tã như trút nước. Đến sáng nay ngày 24 tháng 7, nhiều khu vực ở Hà Nội ngập nặng, ngay cả những nơi lâu nay ít ngập cũng bị lênh láng nước mưa. Tại khu vực quận Long Biên cũng bị ngập nặng sáng nay. Chị Lê Thu Hương ở phường Ngọc Lâm cho biết, mưa suốt cả ngày hôm qua, đến sáng sớm nay vẫn mưa. Chiều qua, tôi nghe thông tin Hà Đông ngập nặng và ùn tắc, và nghĩ ở Long Biên không bao giờ bị ngập, nhưng sáng ra nước ngập, không thể dắt xe ra được. Chị Hương chia sẻ, khu vực quận Hà Đông, thành phố Hà Nội luôn là trọng điểm của tình trạng ùn tắc giao thông khi mưa. Do mưa tầm tã cả ngày nên đến chiều ngày 23 tháng 7, khu vực đường Quang Trung qua địa bàn phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông bị ngập nặng. Các phương tiện di chuyển khó khăn vì tránh nước. Càng về đêm, các điểm ngập càng nhân rộng. Tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài đến tầm 23 đến 24 giờ đêm mới giảm. Nhiều người cho biết, di chuyển từ công ty ở trung tâm nội thành Hà Nội từ lúc 18 giờ, nhưng sau 5 tiếng mới về tới nhà ở khu vực Ba La, Yên Nghĩa, Hà Đông. Cũng trên địa bàn quận Hà Đông, sáng nay ngày 24 tháng 7, hàng loạt tuyến đường ở khu Văn Quán đã chìm trong nước mưa. Nước từ hồ Văn Quán đã tràn lên những tuyến phố xung quanh. Mặt nước hồ và nước mặt đường phẳng nhau. Anh Nguyễn Hùng, một người dân sống ở khu vực này thông tin. Tại khu vực quận Hoàng Mai, nước hồ Linh Đàm cũng dâng cao, làm ngập các tuyến đường bao quanh với mức ngập khoảng 30cm. Nhiều người dân sống ở khu vực quận Thanh Xuân và huyện Thanh Trì cho biết, sáng nay, khu vực Tân Triều thuộc huyện Thanh Trì đã ngập sâu trong biển nước mưa. Nơi này lâu nay cứ hễ mưa to là hầu như bị ngập, được cư dân ví von là Vịnh Triều Khúc. Theo thông tin của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, tại lô 28 khu đấu giá Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, sáng nay, nước mưa đã dâng lúc nửa tầng 1 của tòa nhà 9 tầng. Từ ngay nửa đêm về sáng, người dân đã bơi trong nước để cứu đồ đạc, sơ tán người thân ra ngoài. Các chuyên gia khí tượng cho biết, đêm ngày 23 tháng 7 đến sáng ngày 24 tháng 7, trong vòng 8 tiếng mưa liên tục, lưu lượng mưa tại Hà Nội đã đạt tới 300mm. Từ khoảng 8 đến 9 giờ sáng nay ngày 24 tháng 7, Hà Nội đã bắt đầu tạnh mưa, nhiều nơi nước cũng rút nhanh. Nhiều khu vực chỉ ngập nhẹ nên xe cộ vẫn lưu thông trở lại bình thường. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và một số chuyên gia khí tượng nhận định, trong ngày vẫn có thể mưa cục bộ nhưng cường độ sẽ không bằng hôm qua. Từ đêm ngày 24 tháng 7, mưa sẽ giảm.